Đang xin chào bạn. Sau đây đang vi sinh giới thiệu các bạn cần lu suối. Đấy, cần mềm các bạn. Ngọn mềm, ngọn đặc. Đấy, hiện nay đang đang phân phối một size 1m8 này các bạn. Chiều dài 1m8. Độ cứng UL. Phần xuôi cần này rất đẹp. Cần này ngọn đặc. Bạn lu suối mềm. Vừa đặc vừa mềm. Nhẹ nữa. Cảm giác này, rất cảm giác mềm. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, quen đề 3 là 8 các bạn. Quen đề 3 và đầu alo là 8. Quen. Đây. Còn, bát máy đây. Bát gà máy đây. Rất đẹp thiết kế đẹp, đương ý cái mẫu này này đang không không gần suối nên là mang đi câu rô phi cũng được, lu rô phi cũng được. Vậy rất nhẹ. Đó. Quen đề 3. Quen đề 3. Cân trọng lượng của bạn xem. Cần phí sinh cao, chiều dài 1m8, độ cứng UL 68g, khá nhẹ. Bạn cầu máy tầm 2000 nữa, 2500 đến 2000 là ok. Đốt ngọn này là 1 ly các bạn. Đầu alo và đốt ngọn này các bạn. Ngọn thường thôi. Đó là 1 ly. Đây các chi tiết từng khoen một đây các bạn. Vừa rồi Hải đang xin cho giới thiệu các bạn cần câu lu suối, câu lu gà suối. Độ cứng UL, chiều dài 1m8. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.